chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố sẽ kết thúc cuộc chiến với chiến thắng thuộc về Nga. Lý do NATO dọn sẵn hành lang châu Âu chuẩn bị cho kịch bản xung đột trực tiếp Nga. Mưa hỏa lực của Nga khiến Ukraine mất hơn nửa sản lượng điện Ukraine tỏ rõ thất vọng với Mỹ về việc huấn luyện phi công F16. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris xác nhận dự thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn TASS đưa tin kế hoạch quân sự của Nga sẽ hoàn thành vào năm 2024 với việc lực lượng Nga đánh bại hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine. Theo chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat Alaudinov, Nga sẽ có thể tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine mới tập hợp, Ông nói thêm rằng Nga có một nguồn lực quân sự đáng kể. Sĩ quan này nói, tôi sẽ không rời xa những gì tôi đã nói trước đây. Tôi tin rằng năm 2024 này sẽ kết thúc với chiến thắng của Nga. Ông Alaudinov Al cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. Ông hứa sẽ làm mọi cách để đảm bảo hoạt động quân sự kết thúc vào năm 2024. Theo Alaudinov, Al người chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát tình hình hoạt động. Lực lượng Akhmat được cho là có tới 4.000 thành viên một số nguồn tin cho rằng hơn 13.000 tình nguyện viên từ các khu vực khác nhau của Nga đã gia nhập đơn vị này. Trước đó, họ đã trải qua khóa huấn luyện chiến thuật và hỏa lực tại Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga ở thành phố Gudermes của Cộng hòa Chechnya. Chỉ huy Alaudinov Al cho biết, Akmat đã thích nghi với việc triển khai lực lượng ở khu vực Kharkov. Chỉ huy Akmat cho biết thêm, nhiệm vụ chính là rời khỏi khu vực đã đóng quân trước đó và tiến vào các vị trí phải đảm nhận nhiệm vụ, cũng như mở rộng mạng lưới liên lạc. Tất cả những điều này đã được thực hiện các đơn vị của chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động tấn công trong khu vực. Ở diễn biến khác, phát biểu với các hãng thông tấn quốc tế ngày 5 tháng 6 bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg SPIEF, ông Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nói rằng ông đã trả lời, nếu bạn muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí. Sau đó trong 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Putin đưa ra bình luận này trong bối cảnh việc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine có nguy cơ làm mở rộng xung đột. Ông Putin gợi ý rằng, khi Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev đạn dược tầm xa nhắm vào lãnh thổ Nga, Moscow có thể đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho một nước khác có thể sử dụng chúng để tấn công những người ủng hộ Ukraine. Cho đến nay, Mỹ là nhà cung cấp phương Tây lớn nhất của Ukraine. Ông Biden đang tìm cách tái tranh cử vào cuối năm nay trong cuộc chạy đua với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump người đã cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách buộc lãnh đạo của cả hai nước ngồi vào bàn thương lượng. Khi được hỏi chiến thắng của ông Trump vào tháng 11 tới có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Mỹ ở Ukraine, ông Putin cho biết điều đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính quyền mới có ưu tiên lợi ích của người dân nước mình hay không, thay vì các lực lượng phá hoại của chủ nghĩa tự do toàn cầu. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn số 71 của lực lượng vũ trang Ukraine và các binh sĩ Ukraine khác đang bảo vệ Kharkov gần Vokchan đã chia sẻ với Telegraph về mức độ hữu ích đặc biệt của việc được phép tấn công vào lãnh thổ Nga. Một trong những binh sĩ Ukraine cho biết, nhờ được sử dụng vũ khí tối tân của phương Tây, họ đã có khả năng tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Những binh sĩ đang chiến đấu để bảo vệ Vokchan kể lại rằng, trước đây Ukraine không thể tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga ở biên giới khi các lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công Kharkov vào tháng 5. Ukraine đã không thể tấn công vào các điểm tập trung quân của đối phương hoặc tiến hành các cuộc phản công hiệu quả do các hạn chế của phương Tây. Lực lượng Nga được cho là đã lợi dụng điểm này để pháo kích hoặc không kích Kharkov từ phía biên giới của họ nhằm giảm rủi ro cho các lực lượng của họ. Quân đội Ukraine dự đoán các cuộc tấn công của nước này nhằm vào chuỗi cung ứng và hậu cần cũng như các căn cứ không quân, pháo binh và các địa điểm tập trung, tập kết binh sĩ Nga bên trong lãnh thổ nước này giờ đây sẽ gây tổn hại đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu vào tỉnh Kharkov. Do đó, việc được phép tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ giúp ích cho lực lượng Ukraine. Telegraph cũng trích dẫn tuyên bố của ông Andriy Zermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine rằng việc Mỹ và phương Tây cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga là một quyết định cực kỳ quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cục diện cuộc xung đột, việc lên kế hoạch phản công và sẽ làm suy yếu khả năng sử dụng lực lượng của họ ở khu vực biên giới. Trước đó, hãng tin RAPDA dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết, vũ khí của Mỹ gần đây đã được lực lượng Ukraine sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ địa điểm cũng như loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, chúng chỉ được sử dụng tấn công vào các mục tiêu ở các khu vực giáp Kharkov. Sau tuyên bố của Mỹ, Cùng ngày, Đức thông báo vũ khí của Đức có thể được Ukraine sử dụng để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công từ Nga. Trong một diễn biến mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa là một sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng, kéo phương Tây tới một cuộc xung đột với Nga. Giới chức Ukraine đang thúc ép Mỹ và các nước khác tăng cường đào tạo phi công F-16 vì tốc độ hiện nay không đủ bảo đảm số lượng cần để điều khiển những chiếc máy bay chiến đấu sắp được bàn giao cho Kiev. Politico dẫn các nguồn tin cho biết, Ukraine cho biết họ có 30 phi công đủ điều kiện để có thể tham gia chương trình đào tạo ở Mỹ ngay lập tức. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói với Kiev rằng cơ sở tại Arizona không thể tiếp nhận nhiều hơn 12 học viên phi công cùng lúc hai cơ sở khác ở Đan Mạch và Rumani cũng gặp vấn đề tương tự. Đây là trở ngại mới nhất trong nỗ lực đưa máy bay chiến đấu F-16 hiện đại đến Ukraine. Kiev thúc giục phương Tây bàn giao F-16 ngay từ những tháng đầu của cuộc xung đột, nhưng chính quyền Tổng thống Biden liên tục từ chối. Tháng 5 năm 2023, Tổng thống Biden đã bật đèn xanh để các quốc gia khác gửi máy bay F-16 của họ cho Ukraine. Nhưng những thách thức về hậu cần liên tục làm chậm khâu huấn luyện phương Tây cũng phải mất nhiều tháng mới chính thức đồng ý gửi máy bay cho Kiev. Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan và Bỉ có kế hoạch chuyển hơn 60 chiếc F-16 do Mỹ sản xuất tới Kiev trong mùa hè này. Ukraine tin rằng việc triển khai thêm F-16 sẽ giúp họ đẩy lùi lực lượng Nga ở những chiến trường như Kharkov, nơi Moscow đạt được bước tiến đáng kể trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Mỹ không kỳ vọng những chiếc tiêm kích này có thể thay đổi cục diện chiến trường. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO, ông Jens Stoltenberg cho rằng chỉ riêng máy bay chiến đấu này sẽ không thể giúp Kiev xoay chuyển tình hình. Ông nói, một hệ thống duy nhất không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi cục diện xung đột. Mặc dù F-16 có thể không mang lại giải pháp mang tính quyết định cho khả năng phòng thủ của Ukraine, nhưng ông Stoltenberg cho biết các máy bay chiến đấu này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Kiev. Ông nói, F-16 sẽ tăng cường hơn nữa khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi lực lượng Nga. Những quả bom lượn vốn đã trở thành mối đe dọa với các lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột hiện trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong những tuần gần đây khi Nga sử dụng vũ khí này để tấn công thành phố Kharkov và khu vực xung quanh. Chiến đấu cơ Nga có thể phóng bom lượn từ xa trong không phận an toàn của mình và nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Ukraine. Cách duy nhất để Ukraine có thể bảo vệ quân đội và các thành phố của mình khỏi những quả bom này là đánh chặn chiến đấu cơ Nga trước khi những phương tiện này phóng chúng. Kiev nhìn chung không thể thực hiện điều đó, nhưng sự thay đổi chính sách trên cũng như việc phương Tây hỗ trợ bổ sung các hệ thống phòng không có thể giúp Ukraine tăng cường khả năng đối phó với mối đe dọa này. Ông Matthew Saville, Giám đốc khoa học quân sự tại Russia cho rằng chiến thuật trên yêu cầu phải di chuyển hệ thống này quanh các cơ sở hạ tầng và có thể đặt chúng vào rủi ro bị tấn công lớn hơn, nhưng cũng gây ra thách thức cho chiến đấu cơ Nga hiện đang phóng vũ khí từ không phận của mình, nơi mà họ tin là sẽ được an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng những thay đổi chính sách của phương Tây không phải là viên đạn bạc cho Ukraine và chỉ riêng khả năng tấn công sâu sẽ không đủ để giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Theo dữ liệu từ Flyradar24, trang web theo dõi chuyển động của máy bay và các vật thể trên không cho biết, máy bay trinh sát không người lái UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã xuất hiện trên Biển Đen với tổng thời gian nhiều gấp 2 lần so với bình thường. Các chuyên gia quân sự Nga nhận định, sự gia tăng thời gian bay trên Biển Đen cho thấy UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã không thể thu thập và truyền dữ liệu thông tin cần thiết trong thời gian ngắn. Nguyên nhân có thể là do hoạt động hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử EVK của Nga đã gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ trinh sát của RQ-4B Global Hawk buộc những chiếc UAV này phải kéo dài thời gian hoạt động trên biển đen. Được biết, Flyradar24 đưa tin một máy bay trinh sát không người lái Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Mỹ có số đuôi 102045, ký hiệu Fortel đã cất cánh từ sân bay Catania trên đảo Sicily của Italia, sau đó bay qua không phận của Hy Lạp và Bulgari đến Biển Đen. Chuyến bay của UAV RQ-4B Global Hawk này được hơn 5.000 người dùng theo dõi trước khi biến mất trên màn hình. Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Dmitry Drozdenko cho biết sự gián đoạn của RQ-4B Global Hawk trên Flyradar 24 nhiều khả năng do UAV đã tắt bộ thu phát tín hiệu. Ông cũng không loại trừ khả năng máy bay không người lái Mỹ thay đổi lộ trình trong quá trình trinh sát Krum. Trong khi đó, đã xuất hiện nhiều thông tin nói về khả năng Nga sẽ bắt đầu bắn hạ máy bay trinh sát không người lái của NATO trên bầu trời biển đen nhằm hiện thực hóa việc lập vùng cấm bay. Nếu diễn biến trên trở thành sự thật, đây sẽ là phản ứng nghiêm túc và cứng rắn nhất của Nga đối với các hành động mang tính thù địch của Liên minh quân sự NATO trong khu vực Biển Đen. Việc lập vùng cấm bay nhằm đáp trả hoạt động ngày càng dày đặc của các máy bay không người lái thuộc nhiều quốc gia NATO gần biên giới và những cơ sở quân sự của Nga. Với những gì diễn ra, khả năng ra quyết định bắn hạ UAV trinh sát NATO được coi là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo an ninh đất nước và lực lượng hàng không vũ trụ sẽ chịu trách nhiệm thực thi. Hoạt động của máy bay không người lái NATO tại Biển Đen bị Moscow coi là sự liên quan trực tiếp của phương Tây và cuộc xung đột Ukraine, trong khi Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương luôn phớt lờ mọi cảnh báo mà Điện Kremlin đưa ra. Sản lượng điện của Ukraine đã giảm hơn một nửa xuống dưới 20 gigawatt sau hơn 2 năm xung đột với Nga, gây ra các đợt mất điện tồi tệ nhất từ trước đến nay. Trước khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022, sản lượng điện của Ukraine là khoảng 55 gigawatt, nằm trong mức cao nhất châu Âu Nguyên nhân của tình trạng này là các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong những tháng gần đây nhằm vào loạt nhà máy điện của Ukraine, buộc các công ty chủ quản phải đóng cửa để sửa chữa. Lực lượng Nga cũng kiểm soát một số cơ sở phát điện của Ukraine, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia với quy mô lớn hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, các đợt tập kích gần đây của Nga cũng nhằm vào trạm bơm khí đốt của Ukraine đang phục vụ khách hàng ở châu Âu dù có thể thay thế thiết bị trong các trạm bơm bị hư hại. Đòn tấn công này của Nga gây lo ngại về đảm bảo nguồn cung khí đốt vào mùa đông tại Ukraine lẫn nguồn xuất khẩu sang châu Âu. Các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm 2022-2023 chủ yếu nhằm vào mạng lưới phân phối điện của Ukraine, những hệ thống vốn có thể được sửa chữa một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Nga hiện tại nhằm thẳng vào nhà máy nhiệt điện và thủy điện, đặt ra những thách thức đáng kể về việc sửa chữa, tái thiết hoặc thay thế theo nhận định của các quan chức Ukraine và chuyên gia. Thủ tướng Denis Mihan đã nhận định hậu quả các đợt tập kích của Nga gây ra cho ngành năng lượng Ukraine mang tính dài hạn, đồng nghĩa với việc tiết kiệm điện sẽ là một phần trong cuộc sống thường ngày của người dân Ukraine trong những năm tới. Ukraine đổ lỗi cho thiệt hại gần đây của hạ tầng năng lượng là phương Tây không viện trợ đủ hệ thống phòng không cho nước này. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 cho biết, Nga có thể tấn công nhà máy nhiệt điện lớn nhất Ukraine vì phòng không nước này cạn sạch đạn tên lửa một quan chức ukraine thừa nhận ukraine cần chuẩn bị cho một cuộc sống lạnh lẽo và trong bóng tối ông alexander litvinenko thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine nhấn mạnh rằng mục tiêu của nga là khiến cuộc sống của người ukraine đảo lộn ông vạch ra kế hoạch thiết lập một hệ thống năng lượng phi tập trung dựa vào các nhà máy điện nhỏ có khả năng phục hồi tốt hơn để giảm thiểu khả năng bị tổn thương trước các cuộc tấn công của nga Ngoài ra, các nước châu Âu đã chuyển 120 chuyến hàng thiết bị để hỗ trợ khôi phục và sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Phát biểu với những người đứng đầu các hãng tin quốc tế bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPIEF ở thành phố Saint Petersburg, nước Nga, Tổng thống Putin tiết lộ rằng ông đã nhận được một bức thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông đã trả lời nếu ông muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy dừng cung cấp vũ khí. Sau đó trong vòng từ 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Putin tiết lộ câu trả lời như trên trong bối cảnh phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ông Putin gợi ý, khi Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Kiev đạn dược tầm xa nhắm vào lãnh thổ Nga, Moscow có thể đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho các bên nước ngoài có thể sử dụng chúng để tấn công những bên ủng hộ Ukraine. Theo Reuters, ông còn nói rằng việc sử dụng tên lửa Atak MS hay tên lửa Storm Shadow của Anh chống lại Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống phòng không và tiêu diệt chúng. Tổng thống Putin còn nói rằng ông có thể triển khai tên lửa thông thường có tầm tấn công tới Mỹ và các đồng minh châu Âu của Mỹ nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Ông cảnh báo rằng nếu phương Tây tiếp tục gia tăng sự trợ giúp, những hành động như thế sẽ phá hủy hoàn toàn quan hệ quốc tế và làm suy yếu an ninh quốc tế. Mới đây, Đài RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của chính họ chứ không quan tâm tới Ukraine. Theo ông Putin, việc Mỹ tham gia cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine bằng cách viện trợ cho Kiev nhằm thúc đẩy tham vọng toàn cầu của Washington. Khi được hỏi về khả năng Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Nga, ông Putin nhận định rằng điều đó phần lớn phụ thuộc vào chính Washington và nhận thức của nước này về thực tế. Tổng thống Putin nói thêm rằng nước Mỹ hiện đang tập trung vào các tham vọng theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, điều mà nhà lãnh đạo Nga cho rằng đang tiêu diệt nước Mỹ từ bên trong. Tổng thống Putin nói, không ai ở Mỹ quan tâm tới Ukraine. Washington không chiến đấu vì Ukraine hay người dân Ukraine. Họ đang chiến đấu vì sự vĩ đại của chính họ và vì tham vọng lãnh đạo toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, chính quyền Mỹ hiện tại không quan tâm nhiều đến việc giúp Kiev chiếm ưu thế trong tình hình bế tắc đang diễn ra. Thay vào đó, Mỹ đang quyết tâm ngăn chặn bất kỳ thành công nào của Nga vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo của Washington. Ông Putin khẳng định những tham vọng toàn cầu hóa đó có hại cho chính nước Mỹ, đồng thời nêu rõ lạm phát cao và khoản nợ khổng lồ là một trong những thách thức lớn nhất mà Mỹ hiện đang phải đối mặt. Phát ngôn của Tổng thống Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là kẻ thù. Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ là quốc gia không thân thiện hoặc đối thủ. Theo hãng thông tấn nhà nước Qatar, QNA, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đến Qatar gặp tiểu vương CX Tamim bin Hamad Anthony tại cung điện Lusain, thủ đô Doha, để thảo luận về giải pháp chấn dứt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Cụ thể, QNA đưa tin cuộc gặp tập trung vào những diễn biến trong cuộc xung đột, bao gồm nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn chiến sự, bảo vệ dân thường và giữ mọi kênh liên lạc mở để giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao. Ngoài ra, Ông Zelensky và ông Anthony cũng thảo luận về những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa Ukraine và Qatar. Về phần mình, Tổng thống Ukraine thông tin với Qatar về sự chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình với Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 6 ở Thụy Sĩ. Ông Zelensky cảm ơn phía Qatar vì đã ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như các nghị quyết lên án Nga tại Liên Hợp Quốc. Trước đó, trong cuộc gặp trọng tâm giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương sự xuất hiện bất ngờ của tổng thống ukraine cũng đặt ra câu hỏi về nỗ lực của kiev trong việc tìm kiếm sự ủng hộ ở khu vực việc ông zelensky xuất hiện tại diễn đàn an ninh châu á tạo bất ngờ một phần vì các chủ đề tại diễn đàn thường được nhắc đến là các vấn đề khu vực ấn độ dương thái bình dương cạnh tranh mỹ trung bán đảo triều tiên biển đông đài loan bộ trưởng quốc phòng mỹ tại diễn đàn đã tái khẳng định ấn độ dương thái bình dương là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia của mỹ đây mới chỉ là lần thứ hai ông Zelensky xuất hiện tại châu Á từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, đều là những cuộc gặp không báo trước. Năm 2023, ông cũng có mặt tại Nhật Bản trong một sự kiện quốc tế, nhưng khi đó là cuộc họp của nhóm G7. Một thông cáo chung do các nước G7 ban hành khi đó tập trung chủ yếu vào cuộc chiến của Nga, điều mà khối này lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể. Năm 2022, ông cũng có bài phát biểu trực tuyến tại Shangri-La, mặc áo phông xám với hình minh họa có màu xanh và vàng của cờ Ukraine. Trên thực tế, mối liên hệ giữa các vấn đề an ninh Á-Âu không phải lần đầu được nhắc đến. Song dường như phải đến khi ông Zelensky xuất hiện ở Singapore mới thu hút được sự chú ý về mối liên hệ giữa cuộc xung đột ở châu Âu với châu Á-Thái Bình Dương. Mới đây, chính quyền Kiev hoan nghênh thông báo của Washington rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tham dự hội nghị hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ, trong khi Trung Quốc đang vận động cho sự kiện hòa đàm riêng. Cụ thể, Ukraine hy vọng cộng đồng thế giới sẽ ủng hộ hội nghị hòa bình với nội dung tập trung vào những điều khoản theo yêu cầu của Kiev nếu muốn chấm dứt xung đột. Nga không được mời tham dự hội nghị này. Hãng tin AFP dẫn lời ông Andriy Jemak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, tin tức quan trọng là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã xác nhận tham gia hội nghị hòa bình được tổ chức ngày 15-16 tháng 6 ở Thụy Sĩ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden không đến dự, điều đó chỉ mang đến lời cổ vũ cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Dự kiến Tổng thống Biden sẽ gặp ông Zelensky tại Pháp trong tuần này và kế đến là cuộc gặp ở hội nghị G7 tại Mỹ để bàn về nỗ lực của Ukraine trước kế hoạch tấn công của Nga. Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ít nhất 26 nước đã nhất trí tham dự hoặc tìm kiếm cơ hội tham gia hội nghị hòa bình Ukraine theo sáng kiến của Bắc Kinh. Ông Vương cũng cho hay 45 nước khác ủng hộ những ý tưởng về sáng kiến hòa đàm do Trung Quốc đề xuất. Ukraine đã mời Trung Quốc tham dự hội nghị Thụy Sĩ, nhưng chính quyền Bắc Kinh tỏ ý sẽ không tham gia vì phía tổ chức không đáp ứng những yêu cầu do phía Bắc Kinh đưa ra. Một trong số này là cả hai phe của xung đột cần có mặt tại cuộc hòa đàm. Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Trung Quốc có thể chủ trì cuộc hòa đàm mà cả Nga và Ukraine có thể tham gia. Ngoại trưởng Nga cho rằng vai trò trên có thể thúc đẩy Trung Quốc tiếp tục nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Nga trả lời phỏng vấn hãng tin TASS rằng Chúng tôi chia sẻ quan điểm của Trung Quốc rằng những nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột trên hết cần phải được đề cập và phải bảo vệ những lợi ích hợp pháp của tất cả các bên với các thỏa thuận kéo theo dựa trên nguyên tắc bình đẳng và toàn vẹn về an ninh. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga thì, để tôi nhấn mạnh một lần nữa, điều này đòi hỏi tôn trọng hiện trạng trên thực tế theo đó phản ánh ước muốn của người dân đang sinh sống ở đó. Lâu nay, Moscow kiên trì kêu gọi hòa đàm dựa trên điều kiện tiền quyết là Kiev và phương Tây phải công nhận các lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine chính thức thuộc về Nga. Chính quyền Kiev bác bỏ những đề nghị trên. Tài khoản Telegram của blog quân sự btvt.info ngày 5 tháng 6 cho biết, một mẫu xe tăng được trang bị hệ thống ghế phóng đã được đăng ký bằng sáng chế ở Nga thông tin cụ thể về chiếc xe tăng không được đề cập ngoại trừ mô tả chung về hệ thống ghế phóng theo đó tổ lái sẽ ngồi trong buồng thoát hiểm được trang bị hộp nổ để có thể phóng ra ngoài khi kích hoạt trong tình huống khẩn cấp khi buồng thoát hiểm được phóng ra ngoài động cơ xe tăng sẽ tự động dừng giữa buồng thoát hiểm và khoang chứa đạn ở giữa thân xe có vách ngăn hình vòng cung đầu các quả đạn được đặt theo hướng chữa ra xa tổ lái dường như để hạn chế thiệt hại trong trường hợp khoang chứa đạn bị kích nổ theo defense express đây là giải pháp của Nga nhằm giảm thiểu thương vong trước hiện tượng bay tháp pháo thường gặp trên xe tăng do nước này sản xuất do thiết kế khoang chứa đạn ngay bên dưới tháp pháo. Thiết kế này đồng nghĩa khi phần thân xe bị trúng đạn, những quả đạn bên trong có thể bị kích nổ theo phản ứng dây chuyền tạo ra vụ nổ cực lớn thổi bay tháp pháo, khiến xe tăng bị phá hủy hoàn toàn và kíp lái gần như không có cơ hội sống sót. Đây là một trong các lý do khiến Moscow hứng chịu thiệt hại lớn về xe tăng trong cuộc xung đột Quân đội Ukraine hôm mùng 5 tháng 6 cho biết Nga đã mất hơn 7.800 xe tăng, cao gấp đôi số lượng nước này có trước khi xung đột bùng phát. Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, đưa ra con số thấp hơn khoảng 3.300 xe tăng. Ở giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột tại Ukraine, các cỗ máy Nga không chỉ thể hiện sức mạnh và ưu thế chiến lược mà còn thể hiện khả năng thích ứng với những điều kiện chiến tranh đang thay đổi. Một trong những ví dụ nổi bật về sự thích ứng như vậy là việc cải tiến xe tăng Nga giúp chống lại thành công các cuộc tấn công từ máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Cách đây không lâu, các kỹ sư Nga đã phát triển và triển khai nhiều hệ thống bảo vệ độc đáo cho xe tăng, được mọi người biết đến với biệt danh là nhím hay sa hoàng vỉ nướng. Theo Avia Pro, những chiếc xe tăng có áo giáp nhím được trang bị tấm tre đặc biệt và lưới chắn giúp ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của đạn từ trên không. Nhờ những cải tiến này, xe bọc thép của Nga có thể chống chọi lại các cuộc tấn công lớn từ máy bay không người lái UAV cảm tử của Ukraine, giảm thiểu thiệt hại và duy trì hiệu quả chiến đấu trên mặt trận. Mới đây, thông tin một chiếc xe tăng có áo giáp nhím của Nga sống sót sau 40 cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine đã được công khai. Hình ảnh cho thấy, nó không chỉ chống chọi thành công những nỗ lực tấn công của Ukraine, mà còn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu Điều này cho thấy hiệu quả cao của các hệ thống bảo vệ mới. Bộ Quốc phòng Bulgaria ngày 5 tháng 6 tái khẳng định lập trường không điều động binh sĩ tới Ukraine và quyết định này vẫn thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cơ quan vẫn chưa cho phép triển khai hành động như vậy. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Bulgaria nhấn mạnh Sofia cam kết hỗ trợ Kiev thông qua sứ mệnh huấn luyện của Liên minh châu Âu EU nhằm tăng cường năng lực cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, công tác huấn luyện này được tiến hành tại Đức Ba Lan và các quốc gia EU khác không phải ở chính Ukraine. Là một phần của sứ mệnh, Sofia sẽ tổ chức huấn luyện quân y trên lãnh thổ Bulgaria với kế hoạch đào tạo đến 60 nhân viên trong khóa học kéo dài một năm. Sáng kiến này được coi là đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng cường năng lực hỗ trợ y tế của các lực lượng Ukraine mà các quân nhân Bulgaria không tham gia trực tiếp vào khu vực xung đột. Bộ Quốc phòng Bulgaria nêu bật cam kết hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp phi tác chiến và nhắc lại sự tận tâm của Sofia dành cho những cam kết với EU. Cách tiếp cận này phù hợp với các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của Bulgaria là góp phần vào ổn định khu vực, hỗ trợ các liên minh quốc tế mà không can dự trực tiếp vào các vùng đang có xung đột. Ở một diễn biến khác, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Zeli Askov nhấn mạnh rằng việc Ukraine hội nhập EU không chỉ là lựa chọn địa chính trị mà còn là khát vọng chung được Bulgaria nhiệt liệt ủng hộ được tháp tùng bởi một phái đoàn bao gồm các quan chức cấp cao của Bulgaria. Chuyến thăm Ukraine của ông Zeli Askov khẳng định tình đoàn kết giữa hai quốc gia. Ông khẳng định cam kết của Bulgaria trong việc cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các sáng kiến viện trợ nhiều mặt của Bulgaria, từ hỗ trợ quân sự đến viện trợ kinh tế và nhân đạo. Chủ tịch Quốc hội Zeli Askov nhấn mạnh sự sẵn sàng của Bulgaria trong việc đóng góp cho các nỗ lực tái thiết sau chiến tranh của Ukraine sự hỗ trợ về chuyên môn của các công ty Bulgari trong phát triển cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh vai trò của Bulgari trong việc tạo điều kiện cho Ukraine hội nhập vào các khuôn khổ châu Âu và nhấn mạnh cam kết lâu dài của EU đối với khát vọng châu Âu, Đại Tây Dương, Euro-Atlantic của Ukraine. Ông nhắc lại tình đoàn kết của Bulgari với Ukraine và nhấn mạnh vai trò then chốt của hội nhập châu Âu trong việc đảm bảo tương lai của Ukraine trước những thách thức bên ngoài sau cuộc gặp riêng, Chủ tịch Quốc hội Ukraine đã cảm ơn Quốc hội và người dân Bulgaria vì sự ủng hộ to lớn mà họ dành cho Ukraine. Ông cho rằng các quyết định cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo có tầm quan trọng lớn đối với Ukraine và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 5 tháng 6 tuyên bố quốc gia này cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất liên quan đến bóng ma chiến tranh ở châu Âu. Ông Pistorius cho rằng Đức cần tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang quốc gia trước cuối thập kỷ này. Trong bối cảnh động thái phát động kế hoạch quân sự của Nga đã dấy lên những mối lo ngại về an ninh châu Âu trong tương lai. Hãng tin DVK dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Boris Pistorius trong phiên chất vấn tại Hạ viện Đức. Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu trước các hãng thông tấn bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPIEF lần thứ 27. Khi những xe tăng đầu tiên do Đức sản xuất xuất hiện trên đất Ukraine, nó đã tạo ra một cú sốc về đạo đức ở Nga, bởi vì lập trường đối với Cộng hòa Liên bang Đức trong xã hội Nga luôn rất tốt. Bây giờ, khi họ nói rằng một số loại tên lửa sẽ sớm xuất hiện và sẽ tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, điều này tất nhiên sẽ phá hủy hoàn toàn mối quan hệ Nga-Đức. Trong những ngày gần đây, Tổng thanh tra quân đội Đức, Kastenbrower cho biết sẽ mất từ 5 đến 8 năm để Nga tái thiết lực lượng vũ trang sau cuộc chiến không liệt ở Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc đến năm 2029, NATO phải chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga. Ông Pistorius nhấn mạnh, trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi cần những nam nữ thanh niên tham gia phòng thủ có thể bảo vệ đất nước. Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu forsa hồi tháng 3 cho thấy, khoảng một nửa số người Đức được hỏi ủng hộ việc áp dụng lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã được đình chỉ vào năm 2011 Nội các Đức vừa phê duyệt một tài liệu khung mới về quân sự và phòng thủ dân sự của Đức, đặt ra trách nhiệm của quân đội, các tổ chức viện trợ và cơ quan phòng thủ dân sự trong trường hợp xảy ra thảm họa và chiến tranh. Các hướng dẫn mới này thay thế tài liệu cũ từ năm 1989 và để đối phó với các mối đe dọa trên mạng và chiến tranh hỗn hợp. Phát biểu ngày 5 tháng 6 tại lễ khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ILA Berlin 2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết rằng Chính phủ của ông sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nhà sản xuất ở châu Âu. Ông Schon nêu rõ: "Ngày nay, chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc có một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh ở châu Âu và Đức có thể liên tục sản xuất tất cả các loại vũ khí chính và đạn dược cần thiết." Tại sự kiện này, ông Schon thông báo Đức sẽ mua thêm 20 máy bay chiến đấu Eurofighter từ Airbus để tăng cường khả năng phòng thủ. Mới đây, Bộ Quốc phòng Đức cũng tuyên bố sẽ mua thêm hai tàu khu trục nhỏ bên cạnh bốn tàu khu trục đã được đặt hàng như một phần cốt lõi của chính sách quốc phòng mới của chính phủ Đức. Báo Anh cho biết kịch bản nóng mà Mỹ và khối quân sự NATO vạch ra đó là xảy ra chiến tranh ở châu Âu trong một động thái nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Về lý thuyết, binh sĩ Mỹ có thể đến một trong năm cảng, được chỉ định và sau đó được vận chuyển dọc theo các tuyến đường hậu cần đã định trước trên lục địa già. Theo kế hoạch, Lực lượng Mỹ sẽ đổ bộ vào Hà Lan và sau đó được đưa đến Ba Lan qua Đức bằng tàu hỏa. Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận đang được thực hiện ngầm nhằm mở rộng các tuyến đường đến các cảng khác, nhằm đảm bảo đường liên lạc trên mặt đất không bị lực lượng Nga cắt đứt. Nếu lực lượng NATO tiến vào từ Hà Lan bị Nga bắn phá hoặc các cảng ở Bắc Âu bị phá hủy, liên minh này sẽ chuyển trọng tâm sang các cảng ở Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các cảng của Ý, lực lượng Mỹ có thể được vận chuyển bằng đường bộ qua Slovenia và Croatia tới Hungary, quốc gia có chung biên giới với Ukraine. Các kế hoạch tương tự được đưa ra nhằm vận chuyển lực lượng từ các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp qua Bulgaria và Romania để tiếp cận sườn phía đông của NATO. Các kế hoạch cũng đang được soạn thảo để vận chuyển quân qua các cảng ở các nước vùng Ban Can, cũng như qua Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Báo cáo cho biết, trong các hành lang này, quân đội các quốc gia sẽ không bị hạn chế bởi các quy định địa phương và sẽ được tự do vận chuyển các lô hàng quân sự và vũ khí mà không bị hạn chế thông thường. Cuộc xung đột Ukraine đã chứng tỏ các căn cứ hậu cần của Kiev, đặc biệt dễ bị tấn công chính xác bởi Nga. Giáo sư Steven Gazik, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu châu Âu ở Belgrade nói, thực tế hành lang trên bộ tại châu Âu mà Mỹ và NATO muốn chuẩn bị sẵn chính là một sen gần quân sự ở châu Âu, giống như sen gần chính trị đảm bảo sự di chuyển liên mạch trên khắp châu Âu. Schengen là một khu vực gồm 27 quốc gia châu Âu thực hiện chính sách khu vực tự do an ninh công lý của Liên minh châu Âu. Ông Gazik cho biết, tôi không ngạc nhiên khi NATO và Mỹ muốn tạo ra một Schengen. Tôi muốn nhấn mạnh rằng lần cuối cùng chúng ta có một khối Schengen châu Âu kiểu này là nước Đức thời Hitler và khi đó châu Âu bị chiếm đóng. Trung tướng Alexander Sonfran, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Hậu Cần của NATO The Czech, tuyên bố với Reuters, chúng ta sắp hết thời gian, những gì chúng ta không làm được trong thời bình sẽ không sẵn sàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chiến tranh. Thông tấn Anh tiết lộ, ban lãnh đạo liên minh hiện đang đàm phán về việc tạo ra các hành lang quân sự trên khắp châu Âu trong khuôn khổ hệ thống Schengen quân sự. Kết quả của cuộc đàm phán có thể được công bố trước hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của NATO. Giáo sư Gazik nói, Tôi nghĩ rằng năm mà chúng ta đang ở, 2024, rất rủi ro vì NATO cảm thấy mối đe dọa hiện hữu với tư cách là một tổ chức quan liêu. Nếu ông Trump thắng cử, ông ấy có thể đưa Mỹ ra khỏi NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó, ông Trump liên tục đặt câu hỏi về lý do căn bản đằng sau việc duy trì liên minh thời chiến tranh lạnh. Theo Gazik, các nhà lãnh đạo NATO sẽ làm mọi thứ, kể cả mọi hình thức khiêu khích chống lại Nga, để ngăn ông Trump rời khỏi liên minh trong trường hợp ông giành chiến thắng. Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ đoạn video các binh sĩ Nga lái mô tô nước vượt sông Dnep nhưng đã bị máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công. Cụ thể, theo tờ Business Insider, đoạn video do cơ quan biên phòng số 79 của Ukraine công bố cho thấy các binh sĩ Nga bị UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine truy đuổi và tấn công dẫn tới thiệt mạng. Theo đó, UAV Ukraine đã theo dõi chiếc mô tô nước trong lúc băng qua sông. Khi binh sĩ Nga đến được bờ đối diện, UAV đã lao tới và đâm vào chiếc mô tô nước. Chú thích kèm theo video viết đơn vị trinh sát trên không của cơ quan biên phòng số 79 đã tấn công các binh sĩ đối phương ngồi trên chiếc mô tô nước ở vùng Khe Sơn bằng UAV FPV, đối phương đã thiệt mạng. Sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đăng đoạn video nhấn mạnh đối phương cố gắng vượt qua sông Dnieper và đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các binh sĩ thuộc biệt đội 79. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đội tuần Giang Đơn ép cùng một lữ đoàn tuần tra đường sông được Nga công bố thành lập nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Đơn Niépê, thuộc tỉnh Khe Sơn cùng các cù lao giữa sông. Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm binh sĩ Đơn Ép của Nga được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm binh sĩ Đơn Ép cũ và nhóm binh sĩ Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga dường như muốn ngăn ngừa và chặn các đợt vượt sông của lực lượng Ukraine như chiến dịch lập đầu cầu ở làng Grinky, Đồng thời cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng trong giao tranh tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội tuần giang Dnipro sẽ đảm nhận nhiệm vụ tuần tra trên sông thay cho hạm đội biển đen của Nga vốn đã lùi hoạt động về khu vực phía đông biển đen sau loạt vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như xuồng cảm tử của Ukraine. Tuy nhiên, đơn vị mới thành lập của Nga có thể dễ bị tổn thương trước xuồng cảm tử của Ukraine, loại vũ khí từng phá hủy nhiều chiến hạm trên biển đen. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết đội tuần giang Donetsk sẽ chống lại các cuộc đột kích qua sông của Ukraine cũng như nỗ lực của họ nhằm duy trì hiện diện hạn chế ở khu vực bờ đông. Sông Dnieper trở thành rào cản tự nhiên ngăn lực lượng Ukraine ở bờ Tây tiến vào khu vực tỉnh Kherson mà Nga kiểm soát ở bờ đông. Trong những tháng gần đây, khu vực sông Dnieper diễn ra nhiều cuộc giao tranh, đặc biệt là tại làng Greenky nơi lực lượng Ukraine đang lập đầu cầu để bám trụ. Mạng xã hội Ukraine lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh hàng chục chiếc xe bọc thép bị hư hỏng được tập trung tại một trong các căn cứ quân sự ở Ukraine. Quan sát đoạn video được công bố, có tới 50 chiếc xe bọc thép loại M1124 Max Pro được Mỹ cung cấp cho Ukraine bị phá hủy. Báo cáo sơ bộ cho biết tổn thất chính của những xe bọc thép như vậy xảy ra trong cuộc phản công của quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2023. MaxPro được công ty Navista Defense của Mỹ và Plasan Sasa của Israel thiết kế. Thiết bị này là một phần trong chương trình bảo vệ phục kích chống mìn MRAP của quân đội Mỹ. Theo trang web của Navista Defense, MaxPro được chế tạo để bảo vệ binh sĩ tham chiến tại Iraq khỏi các thiết bị nổ tự chế IED. Xe có giáp hình chữ V giúp làm trạch hướng các vụ nổ và bảo vệ kíp lái. Xe được thiết kế để chống lại hỏa lực từ vũ khí đạn đạo, mìn IED và các mối đe dọa mới nổi khác. Xe có sức chứa 12 người, tháp pháo đơn chứa súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm và không gian cho một xạ thủ. Hồi năm 2023, Mỹ tuyên bố sẽ gửi 200 xe Max Pro tới Ukraine. Kể từ đó, Max Pro đã chứng minh tầm quan trọng đối với quân đội Ukraine. Max Pro MRAP có tổng trọng lượng khoảng 18 tấn, tùy theo biến thể cấu trúc thân xe hình chữ V ngăn tác động của các vụ nổ đến kíp lái cũng như giáp xe được đặc chế phù hợp với mọi nhiệm vụ tác chiến. Khả năng chống chịu của những chiếc xe Max Pro có thể chịu được vụ nổ gây ra bởi 14 kg thuốc nổ TNT dưới bánh hoặc 7 kg TNT ngay dưới gầm xe. Được trang bị động cơ V6 Max Fox công suất 375 mã lực, Max Pro có thể di chuyển với tốc độ 105 km/h, tầm hoạt động 600 km một chiếc xe có thể chở theo 8 binh sĩ với trang bị vũ khí đầy đủ. Max Pro được thiết kế một loại lốp đặc biệt giúp chúng vẫn có thể cơ động ngay cả khi bị bắn thủng. Theo Defense Express, truyền thông Ukraine vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích một đoàn xe quân sự Nga ở vùng Kursk. Cuộc tập kích do Lữ đoàn Cơ giới số 53 và Lữ đoàn Phòng thủ số 103 thực hiện thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, UAV trinh sát của Ukraine đã phát hiện ra một đoàn xe quân sự của Nga đang di chuyển trên một tuyến đường ở gần biên giới. Sau khi xác định mục tiêu, phía Ukraine đã dùng UAV FPV để thả bom vào chiếc xe đi đầu và đi cuối, khiến đoàn xe rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ở phần còn lại của video, UAV Ukraine đã lần lượt bắn nổ từng phương tiện của đối thủ. Tổng cộng hơn 10 xe tải quân sự của Nga bị phá hủy trong đợt tập kích. Theo Defense Express, việc Nga tổ chức các đoàn xe kiểu như vậy ở khu vực sát biên giới là do Moscow tin rằng Kyiv sẽ không tập kích các mục tiêu kiểu này, bởi chúng vẫn nằm trong lãnh thổ Nga. Tuy vậy, việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã thay đổi tình hình. Một nghị sĩ cấp cao Ukraine ngày 4 tháng 6 khẳng định lực lượng nước này đã tấn công một cơ sở quân sự ở Nga bằng hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất. Theo tờ The New York Times ông Yehor Chenev, Phó Chủ tịch Ủy ban thuộc Quốc hội Ukraine về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo, nói rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy một bệ phóng tên lửa của Nga bằng một cuộc tấn công ở tỉnh Belgorod vào đất Nga khoảng 32 km. Ông còn nói rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp trong cuộc tấn công đó. Cũng theo The New York Times, đây là lần đầu tiên phía Ukraine công khai thừa nhận Kiev đã sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào Nga kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm tấn công như thế. Trong nhiều tháng, lệnh cấm này đã được xem là làn danh đỏ mà chính quyền Tổng thống Biden sẽ không vượt qua vì lo ngại về việc gia tăng căng thẳng với Nga. Ông Chenev khẳng định, Ukraine đã phá hủy hệ thống tên lửa S-300 và S-400 mà không nêu rõ số lượng. Nga đã sử dụng những hệ thống này nhằm bắn phá thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine, cách Bengorod hơn 72 km. Sự khẳng định của ông Chenev về cuộc tấn công nói trên không thể được xác nhận một cách độc lập. Nhưng các video về hậu quả của cuộc tấn công vào hệ thống S-300 và S-400 đã xuất hiện cách đây ít ngày. Theo The New York Times, hình ảnh được chụp từ vệ tinh và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy đã có nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hệ thống tên lửa ven biển Bastion của hạm đội biển đen đã được kích hoạt, tấn công các mục tiêu mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ukraine trong một tuyên bố hôm 4 tháng 6 cho biết, các khẩu đội tên lửa ven biển Bastion của hạm đội Biển Đen đã tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo bộ này, tọa độ mục tiêu đã được gửi về trung tâm chỉ huy, nơi Nga triển khai các bệ phóng Bastion. Sau đó, quân đội Nga tiến hành phóng tên lửa vào các mục tiêu đã được chỉ định. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh huấn luyện và sử dụng hệ thống tên lửa bờ biển Bastion của hạm đội Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống tên lửa bờ biển Bastion đã được sử dụng rộng rãi trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong thời gian hoạt động, tổ hợp Bastion đã khẳng định đầy đủ độ tin cậy cũng như các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật cao, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu hải quân của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, lính tên lửa thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Chỉ huy trưởng tổ bắn đã thực hiện hơn 30 lần phóng tên lửa Bastion Kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự theo phía nga để duy trì kỹ năng thực hành những người điều khiển tên lửa thường xuyên được huấn luyện với các phương tiện sẵn sàng vào vị trí chiến đấu được biết Bastion là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển do nga phát triển được thiết kế để bảo vệ bờ biển và tiêu diệt các tàu mặt nước bao gồm tàu sân bay tàu hộ tống và tàu đổ bộ trong một số tình huống Bastion cũng sẽ được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu trên mặt đất một khẩu đội Bastion bao gồm 4 phương tiện phóng dựa trên khung gầm MZKT 7930 8x8, 1 đến 2 phương tiện chỉ huy và kiểm soát dựa trên xe tải Kamaz 43101 6x6, 1 phương tiện hỗ trợ và 4 phương tiện chở đạn đặt trên khung gầm MZKT 7930 được trang bị cần cầu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe phóng. Đối với các xe phóng được thiết kế với trọng lượng khoảng 41 tấn, chiều dài 12,8m, chiều rộng 3m, và chiều cao 3,6m. Xe sử dụng động cơ diesel YAMZ 846 có công suất 500 mã lực, cho phép nó hoạt động 80 km h tầm hoạt động 1.000 km. Được biết, mỗi xe phóng sẽ trang bị hai ống phóng có chiều dài 8,9m, đường kính 0,71m. Tên lửa mà Bastion sử dụng là P-800 Onyx Yakont. Tên lửa chống hạm siêu âm có chiều dài 8,6m, đường kính 0,67m với trọng lượng là 3.100 kg, trong đó đầu đạn nặng từ 200 đến 250 kg. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. P-800 Onyx được bắn thẳng đứng từ các bệ phóng bằng cách sử dụng động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn để tăng tốc ban đầu, sau đó sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng để duy trì hành trình ở tốc độ Mach 2,5. Với quỹ đạo bay thấp, chúng có tầm bắn đạt từ 120 đến 300 km. Nga đã đạt được những thành công đáng kể ở Tây Bắc Adipka và tiến về vành đai pháo đài của Ukraine, gồm 4 thành phố ở Donetsk. Trong những ngày qua, lực lượng Nga đã kiểm soát được làng Ocheritino, cách Adipka khoảng 16 km về phía Tây Bắc. Các nhà phân tích quân sự cho biết, lực lượng Nga dường như đã tiến hành những bước chiến thuật từ Tây Bắc Adipka về phía vành đai pháo đài của Ukraine, gồm 4 thành phố Ruskovka, Kostyantinovka, Slavyansk và Kramatorsk ở Donetsk kênh MD đưa tin, trong đêm ngày mùng 4, dạng sáng ngày mùng 5 tháng 6, tại Tây Bắc Adipka, quân đội Nga bất ngờ tiến hành một trận đột kích, thần tốc xuyên phá trên khắp các đường phố. Tại Novo Alexandrovka, lực lượng Ukraine choáng váng phải rút lui. Theo đó, cụm quân trung tâm chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía Tây Bắc Ocheritino, theo hướng Pokrovsky. Các nhóm xung kích đã đánh bật quân đội Ukraine khỏi một số thành trì trong vành đai rừng và tiến vào Novo Alexandrovka kiểm soát tới 30% diện tích. Nguồn phân tích Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine xác nhận trong bản tóm tắt và trên bản đồ cũng đánh dấu bước phát triển này. Quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của làng Novo Alexandrovka. Nhóm trung tâm cũng tiếp tục tấn công vào khu vực ngoại ô Sokol, nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. 27 tháng đã trôi qua kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Trong suốt thời gian đó, nhiều giao cản về mặt chính trị đã bị phá vỡ. Sau khi đẩy lùi cuộc tấn công ban đầu của Nga và Kiev, Ukraine liên tục yêu cầu sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây. Đầu tiên là đạn dược, xe tăng, đến bom chùm và sau đó là máy bay chiến đấu. Mỗi lần như thế, phương Tây đều do dự, lo sợ về khả năng căng thẳng gia tăng và phản ứng từ Nga. Cuối cùng rào cản đã bị phá bỏ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong chuyến thăm Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, trong vài tuần qua, Ukraine đã yêu cầu chúng tôi cho phép sử dụng vũ khí được cung cấp để tự vệ trước cuộc tấn công của Nga và Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận đề nghị đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi chính sách này là một bước tiến giúp nước này bảo vệ khu vực Kharkov đang bị bao vây. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy. Mỹ vẫn không cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí mạnh nhất mà họ được cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tên lửa tầm xa Atacms có thể tấn công mục tiêu cách đó 300 km. Thay vào đó, Ukraine chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn. GMLRS với tầm bắn khoảng 70 km. Bà Katerina Stepanenko, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV cho biết, việc thay đổi chính sách giữa Mỹ và Ukraine có thể làm suy yếu cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, nhưng nó vẫn chưa đủ để tạo ra bước ngoặt trong cuộc xung đột, đặc biệt là khi vùng hậu phương chiến lược và sâu trong lãnh thổ của Nga vẫn được bảo vệ. Trong một bài phát biểu, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết dù mới chỉ là đầu tháng 6, nhưng những tuần tới có thể quyết định số phận của cuộc xung đột ở Ukraine trong nửa năm còn lại. Ông nói, chúng tôi thấy những mối đe dọa đang tồn tại, nhà nước phải sẵn sàng ứng phó tương ứng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức trong từng khía cạnh để mang lại kết quả tốt về cho Ukraine. Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông zelensky cho biết những tuần tới sẽ quyết định tình hình trong toàn bộ mùa hè và cũng có thể là cả năm các tình hình này bao gồm diễn biến quanh hội nghị thượng đỉnh hòa bình về ukraine sự đoàn kết của thế giới liên quan ukraine mối quan hệ của kiev với liên minh châu âu eu cục diện chiến tuyến và hoạt động sản xuất trong nước nhà lãnh đạo ukraine nói thêm như vậy ngoài ra ông zelensky cho biết các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của nga hiện là ở tỉnh donetsk nơi lực lượng Moscow đang tiến lên đều đặn và vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Ông Zelensky cho biết rằng tình hình ở tỉnh Kharkov đã ổn định và cảm ơn từng chỉ huy và binh sĩ đã tham gia nỗ lực bảo vệ Kharkov trước làn sóng đổ bộ của lực lượng Nga mấy ngày qua. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng cho biết đã nhận được báo cáo từ các bộ ngành về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái UAV, nhấn mạnh rằng các khí tài này đã đóng một vai trò quan trọng trên tiền tuyến trong những tuần gần đây trong lúc phương tây chậm cung cấp vũ khí cho kiev ông nói giữa lúc chúng tôi vẫn đang chờ đợi các đối tác cung cấp pháo binh thì uav thực sự đã cứu được cả mặt trận khi ukraine chuẩn bị huy động hàng chục nghìn quân để giải quyết tình trạng thiếu binh sĩ trầm trọng trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của nga các chỉ huy quân sự ukraine tại tiền tuyến cho biết họ đang chuẩn bị cho tình huống rằng hầu hết binh sĩ mới đến tiền tuyến có trình độ huấn luyện kém các chỉ huy Ukraine từ lâu đã phàn nàn về sự chuẩn bị hạn chế cho tân binh tại các trung tâm huấn luyện quân sự. Nhưng với việc Nga đang tấn công dồn dập, những lời phàn nàn này là một lời nhắc nhở rằng luật huy động mới được thông qua nhằm mở rộng nhóm tân binh đủ điều kiện nhập ngũ chỉ là một bước trong việc giải quyết các vấn đề nhân sự của quân đội Ukraine. Bất kể các binh sĩ mới đến từ đâu, nhiều chỉ huy tiền tuyến Ukraine cho biết do quá trình huấn luyện còn thiếu sót nên họ thường phải dành hàng tuần để bổ túc các kỹ năng cơ bản chẳng hạn như cách sử dụng súng hiệu quả. Lưu ý trong một bài viết trên tạp chí New Yorker có tựa đề Tại sao mùa hè có thể trở thành thảm họa đối với Ukraine, bà Dara Masikot, học giả cấp cao trong chương trình Nga và Á-Âu thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie đã cảnh báo vấn đề nhân lực của Ukraine không thể bị bỏ qua lâu hơn nữa. Trong khi đó, nhiều chuyên gia đã lập luận bị cản trở bởi tình trạng thiếu vũ khí và nhân sự, Ukraine sẽ không thể giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ vì vậy Ukraine bây giờ phải tìm cách duy trì chiến đấu với ít nguồn lực hơn, tránh các trận chiến tiêu hao, bảo toàn nhân lực và trang thiết bị. Các chuyên gia trên cũng kêu gọi các lực lượng Ukraine từ bỏ chiến lược hiện tại của họ để chuyển sang một cuộc xung đột lâu dài hơn, như sử dụng chiến thuật du kích bất đối xứng. Điện Kremlin cho biết, mỹ có thể đối mặt với những hậu quả chết người nếu phớt lờ những cảnh báo của Moscow rằng Ukraine không nên sử dụng các vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Bình luận về việc chính quyền Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, chuyên gia Henga Zep Laroche, người sáng lập Viện Schiller của Đức, đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải là cách Tổng thống Mỹ Joe Biden cố gắng tranh thế chiến thứ ba hay không? Sau khi Mỹ thay đổi lập trường, chính quyền Đức cũng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức sản xuất để bảo vệ vùng Kharkov khỏi cuộc tấn công của Nga. Chuyên gia Laroche cho rằng Đức một lần nữa khuất phục trước áp lực của Mỹ một cách đáng xấu hổ. Chuyên gia nhận định, mối nguy hiểm lớn nhất là các chính quyền phương Tây đã tự thuyết phục mình tin rằng Nga chỉ đang đùa giỡn. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trên Radio Kossuth rằng châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc xung đột chống lại Nga. Nếu quỹ đạo điên cuồng này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm có Armageddon, tức ngày tận thế. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Một số chính phủ phương Tây gần đây cũng đưa ra sự cho phép tương tự. Kiev đã kêu gọi mở rộng giới hạn sử dụng vũ khí phương Tây khi các lực lượng của Nga tiến công vào khu vực Kharkov. Một quan chức Mỹ nói với Politico rằng Tổng thống Joe Biden gần đây đã chỉ đạo đối ngũ của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng các vũ khí của Mỹ cho các mục đích phản pháo ở Kharkov để Ukraine có thể đẩy lùi các lực lượng của Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Đồng thời cho biết chính sách về các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ nga vẫn chưa thay đổi tuần trước tổng thống nga vladimir putin cũng đã cảnh báo phương tây về việc cho phép ukraina sử dụng các vũ khí của những nước này để tấn công nga ông tuyên bố sự gia tăng căng thẳng liên tục có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu âu mỹ sẽ hành xử như thế nào khi tính đến sự cân bằng giữa chúng tôi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov đã kêu gọi Mỹ dành chút thời gian để nghiên cứu chi tiết những gì Tổng thống Putin đã nói. Đồng thời, ông Ryabkov cũng nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã đưa ra một cảnh báo rất rõ ràng và nó phải được lắng nghe thực sự nghiêm túc. Tòa phúc thẩm Georgia nước Mỹ vừa quyết định đình chỉ vụ truy tố cựu Tổng thống Donald Trump và các bị cáo khác về cáo buộc gian lận trong nỗ lực đảo ngược thất bại bầu cử năm 2020 tại bang này. Ông Trump đã gửi đơn kháng cáo lệnh của thẩm phán Scott McAfee tại tòa án cấp cao hạt Fulton sau khi ông McAfee từ chối loại công tố viên hạt Fulton Fannie Willis vì những tiết lộ gây chấn động liên quan đến quan hệ tình cảm giữa bà Willis với công tố viên đặc biệt Nathan Wade do bà lựa chọn. Ông Trump và các đồng bị cáo cho rằng mối quan hệ cá nhân của bà Willis, công tố viên đứng đầu vụ truy tố nhằm vào cựu tổng thống, đồng nghĩa bà có xung đột lợi ích và phải rút khỏi dự án. Theo báo các điền, tòa phúc thẩm Georgia trước đó đã chọn một hội đồng gồm 3 thẩm phán để nghe bên kháng cáo và quyết định sẽ xét xử vụ án vào tháng 10. Đến ngày mùng 5 tháng 6, tòa đã ra lệnh tạm đình chỉ vụ án chống ông Trump trong quá trình giải quyết các tranh cãi pháp lý liên quan đến công tố viên Willis. Giới quan sát cho biết, sắc lệnh trên về cơ bản đảm bảo ông Trump sẽ không bị xét xử trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Vì các cáo buộc can thiệp bầu cử và gian lận ở Georgia năm 2020, đây được coi là tin vui đối với ông Trump, ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa đấu chung kết vào Nhà Trắng với đương kim tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ vào ngày mùng 5 tháng 11 tới. Người phát ngôn của văn phòng công tố viên Willis chưa bình luận về sự việc. Công tố viên hạt có thể yêu cầu tòa phúc thẩm sớm ra quyết định về tư cách của bà nếu muốn. Ngoài cáo buộc ở Georgia, ông Trump còn đối mặt với ba vụ truy tố khác. Với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, giữ trái phép tài liệu mật ở Florida và tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 dẫn đến vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ. Ông đã bị tuyên có tội trong phiên tòa ở New York nhưng dường như đang giành chiến thắng pháp lý ở Florida khi thẩm phán giám sát vụ kiện dành phần lớn thời gian tại tòa để đáp ứng yêu cầu của ông Trump về việc đặt câu hỏi cho các điều tra viên và chất vấn thẩm quyền của công tố viên. Giống trường hợp ở Georgia, vụ án ở Florida cũng chưa định ngày xét xử. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower của Hải quân Mỹ đã phải kéo dài thời gian ở lại Biển Đỏ thêm ít nhất một tháng do hầu thi vẫn không ngừng phóng tên lửa. Đây là chia sẻ của một quan chức quốc phòng Mỹ với tờ Business Insider. Được biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower bao gồm tàu sân bay IK, tàu tuần dương uss philippines sea và hai tàu khu trục uss gravelly và uss martian việc nhóm tàu sân bay mỹ kéo dài thời gian ở lại biển đỏ cho thấy giao tranh giữa hải quân mỹ và nhóm vũ trang houthi ở yemen chưa có dấu hiệu hạ nhiệt theo đó mỹ thường xuyên đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái uav của houthi nhắm vào các tàu đi qua biển đỏ và vịnh aden bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin lần đầu tiên chỉ đạo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower tới Trung Đông là vào cuối tháng 10 năm 2023. Động thái này diễn ra sau khi nhóm vũ trang Hamas tấn công Israel và Israel triển khai kế hoạch quân sự ở giải Gaza. Theo giới chức hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đã sử dụng hơn 500 quả đạn trong quá trình triển khai hoạt động để tấn công Houthi ở Yemen và giải quyết các mối đe dọa từ nhóm vũ trang này. Chỉ riêng tuần qua, Houthi đã phóng hàng chục UAV và tên lửa đạn đạo chống hạm vào các mục tiêu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Một số mối đe dọa đã bị lực lượng Mỹ bắn hạ, trong khi một số khác rơi xuống biển và ít nhất một tàu thương mại đã bị trúng tên lửa của Houthi. Sau khi xung đột Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023, Houthi, nhóm vũ trang kiểm soát đa phần miền Bắc Yemen, nhiều lần dùng UAV, tên lửa tập kích Israel để thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Houthi còn tấn công tàu hàng có liên hệ với Israel đi qua Biển Đỏ khiến nhiều công ty vận tải phải cho tàu đi đường vòng qua mũi Hảo vọng ở Nam châu Phi, quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn. Từ giữa tháng 1, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nhiều lần tấn công mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả và ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đã đặt dấu hỏi với hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Houthi sẽ từ bỏ những cuộc tập kích. Theo kênh Al Jazeera, ông Seik Naim Kassem cho biết Hezbollah sẵn sàng cho cuộc xung đột và sẽ không để Israel giành chiến thắng. Ông này nói thêm, nếu Israel mở rộng cuộc chiến ở Liban, phía Israel sẽ hứng chịu cảnh tàn phá, hủy diệt và di rời. Nếu Israel muốn tiến hành một cuộc chiến tổng lực, chúng tôi sẵn sàng. Theo ông Kassem, mặt trận Liban luôn liên quan tới Gaza. Đây cũng chính là quan điểm của thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah. Ông Nasrallah đã nhiều lần mô tả nhóm này sẽ luôn hỗ trợ Gaza đến cuối cùng. Trong những ngày gần đây, bạo lực xuyên biên giới Liban-Israel đã gia tăng. Ngày mùng 4 tháng 6, Hezbollah thông báo đã triển khai một nhóm thiết bị bay không người lái tấn công doanh trại quân đội Israel trong ngày thứ hai liên tiếp. Nhóm này gọi đây là phản ứng trước cuộc tấn công chết người của Israel vào Liban. Trong khi đó, còi báo động đã vang lên ở miền Bắc Israel. Tình trạng thù địch giữa Hezbollah và Israel đang ở giai đoạn tồi tệ nhất kể từ năm 2006. Hàng chục nghìn người ở cả hai bên biên giới đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Theo một quan chức Israel, nội các chiến tranh nước này sẽ họp để thảo luận về mặt trận phía bắc. Ngày mùng 4 tháng 6, người phát ngôn chính phủ Israel, ông David Manser cho biết, nước này cam kết đảm bảo an ninh cho hàng chục nghìn người Israel đã phải sơ tán khỏi khu vực biên giới và đảm bảo họ sẽ được trở về nhà. Ông nói, quyết định xem điều này có thể được thực hiện bằng biện pháp ngoại giao hay bằng vũ lực là tùy thuộc vào Hezbollah chúng tôi đang bảo vệ đất nước này và không ai bất ngờ trước phản ứng của chúng tôi. Tuần trước, ông Amos Hochstein, cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng thực hiện thỏa thuận biên giới trên bộ giữa Israel và Liban theo từng giai đoạn có thể làm giảm xung đột. Ngày mùng 3 tháng 6, nhà chức trách Israel phải ứng phó với các đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở miền bắc nước này ngay sau các vụ tấn công bằng rocket và thiết bị bay không người lái từ Liban. Trước đó, ngày mùng 2 tháng 6, Hezbollah đã sử dụng trên 40 quả rocket và thiết bị bay không người lái tấn công xuyên biên giới vào sâu trong lãnh thổ Israel nhằm trả đũa các vụ không kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Hai thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ đã tấn công vào khu vực gần thị trấn Kazrin thuộc cao nguyên Golan gần với hồ Galilee. Hezbollah tuyên bố mục tiêu là một khẩu đội vòm sắt của Israel đóng tại đây. Tiếp đến, hàng chục quả rocket và đạn chống tăng được phóng vào khu vực này, gây ra một đám cháy lớn có thể quan sát từ hàng chục km. Hezbollah và Israel đã giao tranh xuyên biên giới trong 8 tháng qua, song song với cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại rằng có thể nổ ra cuộc xung đột, thậm chí còn rộng hơn giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah hiện vẫn trong vòng kiểm soát, nhưng khiến dư luận không khỏi lo ngại sẽ biến thành cuộc chiến tổng lực. Ông Osama Hamdan, thành viên cấp cao Hamas tại Liban ngày 4 tháng 6 nhận định, chính phủ Israel đang cố tạo ra tình trạng đàm phán kéo dài vô tận trên mọi phương diện. Ông cáo buộc chính phủ Israel vẫn chưa gửi đến các nhà trung gian đàm phán, trong đó có Qatar, phản hồi cụ thể đối với đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn được Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu ra vào cuối tuần qua. Ông này nói, chúng tôi kêu gọi các nhà trung gian đàm phán buộc Israel nêu lập trường rõ ràng về cam kết ngừng bắn vĩnh viễn và rút quân toàn diện. Hamas kiên quyết từ chối bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào không có điều khoản ngừng bắn vĩnh viễn và Israel rút quân khỏi giải Gaza. Tổ chức này cũng yêu cầu Israel thỏa hiệp trao đổi tù nhân nghiêm túc và thực chất. Ông Hamdan cho rằng Tel Aviv trên thực tế chỉ muốn ngừng bắn để trao đổi con tin, rồi nối lại kế hoạch quân sự trên toàn giải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al-Ansari cùng ngày cho biết, nước này vẫn chưa nhận được phản hồi rõ ràng từ chính phủ Israel đối với các điều khoản được đề xuất bởi Tổng thống Biden. Qatar nước giữ vai trò trung gian đàm phán giữa Israel và Hamas trong nhiều năm qua, cũng chưa nhận được chấp thuận chắc chắn từ hai phía đối với đề xuất ngừng bắn. Ở một diễn biến liên quan, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố hoàn toàn tán thành và ủng hộ thỏa thuận toàn diện về ngừng bắn và thả con tin mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra, đồng thời kêu gọi Hamas chấp nhận nó. Tuyên bố khẳng định, thỏa thuận này sẽ dẫn tới lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dài Gaza, thả tất cả các con tin, tăng cường đáng kể vào bền vững hoạt động hỗ trợ nhân đạo để phân phối khắp giải Gaza. chấm dứt cuộc khủng hoảng với lợi ích an ninh của Israel và an toàn dân sự ở giải Gaza được đảm bảo. G7 tái khẳng định lập trường ủng hộ lộ trình hòa bình đáng tin cậy hướng tới giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden cách đây ít hôm đã thông báo về đề xuất toàn diện hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài cùng việc trả tự do cho toàn bộ con tin ở giải Gaza. Đề xuất có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ kéo dài trong 6 tuần, bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn và việc quân đội Israel rút khỏi tất cả các khu vực có dân cư ở Gaza. Giai đoạn 2 chưa xác định độ dài, trong đó Israel và Hamas sẽ đàm phán các điều khoản về chấm dứt vĩnh viễn hành động thù địch. Lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục được gia hạn cho đến khi quá trình đối thoại kết thúc. Giai đoạn cuối tập trung vào kế hoạch tái thiết quy mô lớn cho giải Gaza. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại